ngày 6 tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị. Đồng chí Trần Công Phàng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo sơ kết được trình bày, trong 6 tháng đầu năm năm 2020 trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nguồn lực còn hạn chế, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn triển khai thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu quốc hội và ngành giao. Trong công tác xây dựng đơn vị đã tăng cường nguồn cán bộ, xây dựng quy hoạch và kiện toàn các chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm việc để đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh và tăng cường. Qua trao đổi thảo luận, hội nghị cũng đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm cần phải tập trung hoàn thành. Theo đó, đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại các đơn vị trực thuộc để nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây dựng hồ sơ các loại án, phối hợp chặt chẽ với tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc nâng tỷ lệ giải quyết án tập trung giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm. Đối với công tác tài chính hậu cần, phải giải quyết các công việc liên quan đến dự án xây dựng trụ sở cơ quan tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, chủ động sử dụng kinh phí được cấp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tăng cường hoạt động phối hợp cùng tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng giải quyết án. Bên cạnh đó cần nghiên cứu và hệ thống hóa các ý kiến đóng góp về hiệu quả mô hình Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao trong hoạt động sơ kết quá trình thực hiện luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Cũng trong dịp này, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý của đơn vị. Theo đó, bổ nhiệm ông Cao Minh Trí, phó viện trưởng viện 2 giữ chức vụ viện trưởng viện 2, điều động ông Vũ Hồng Cường, phó viện trưởng viện 3 giữ chức vụ phó viện trưởng viện 2, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn, trưởng phòng giải quyết án phúc thẩm thuộc viện 3 giữ chức vụ phó viện trưởng viện 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Thương, trưởng phòng tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin giữ chức vụ phó chánh văn phòng cũng như điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các phòng khác.